Mến chào các em, hôm nay chúng ta sẽ đi ôn tập. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện một đoạn phim nói về mùa hè bằng phần mềm Photoshop for Windows. Sau khi mở lên thì chúng ta sẽ chọn bắt đầu tạo một cái dự án mới và chúng ta chọn hết. Tại cửa sổ này, chúng ta nhập hình vào đây. Để nhập hình, chúng ta chọn Import Picture. Rồi, như đây là những cái hình mà cô đã tải về. Thì các bạn có thể nhấp vô. Các bạn muốn mấy hình thì các bạn nhấp vô để các bạn lấy hình về. Xong rồi chúng ta chọn OK. Rồi tôi sẽ chọn 5 hình. Đến lúc này thì chúng ta sẽ xóa đi những cái nền đen. Một số hình nó có nền đen như thế này, nhìn nó không có được đẹp thì chúng ta sẽ xóa đi bằng cách chúng ta bấm vào đây Remove Text. Rồi chúng ta chọn Yes to All để xóa hết tất cả các hình mà nó có nền đen. Làm cho OK ha. Rồi vậy là xong. Bây giờ hình này mình muốn cho cái hình nào trước thì mình sẽ di chuyển nó ra trước. Rồi tiếp theo mình sẽ di chuyển cái hình này, tùy ở mỗi bạn thôi, chúng ta thích cái hình nào chúng ta bỏ hình trước. Rồi sau khi nhập hình vào chúng ta nhấn nét ha. Rồi tại đây các bạn có thể nhập những cái chủ đề nói về mùa hè. Các bạn tùy theo các bạn thích nói gì thì chúng ta sẽ nói về chủ hè, đề mùa hè. Có nhiều bạn thích đi chơi hoặc đi du lịch hoặc là nói về những cảm nghĩ của mình về cái mùa hè đó. Mùa hè đã đến thì khi mà chúng ta gõ, chúng ta có thể định dạng thay đổi một chữ. Rồi chúng ta chọn OK. Rồi tiếp theo, hình tiếp theo. Các bạn ghi ít thôi, tại đây không có chỗ để chúng ta ghi nhiều. Rồi xong rồi chúng ta sẽ đi nhấn nét tiếp. Tại đây thì chúng ta có thể chỉnh sửa cái hiệu ứng tùy theo các bạn thích chỉnh sửa hiệu ứng thì các bạn để, các bạn không thì thôi. Rồi chúng ta nhấn nét tiếp. Rồi tại đây mình có thể xem bằng cách chúng ta bấm vào review để chúng ta xem. Mà mình muốn xóa hình đó, thì mình sẽ nhấp vô hình rồi mình bấm ít mình xóa ha. Rồi cái summation thì
thì chúng ta sẽ tạo chuyển động và chuyển cảnh. Khi mà chúng ta muốn tạo chuyển động thì chúng ta sẽ chọn một cái thứ nhất thì chúng ta bấm dấu tích, rồi sau đó bắt đầu chuyển động thì chúng ta có thể di chuyển bằng các mũi tên như vậy. Rồi kết thúc thì chúng ta cũng thực hiện tương tự như vậy. Trên sân là chúng ta sẽ thực hiện chuyển cảnh, rồi thực hiện vào hình tiếp theo thì chúng ta nhấp vào mũi tên tiếp theo. Mình có lưu hay không thì mình bấm Z. Tiếp tục hình ảnh tiếp theo. Hình ảnh tiếp theo thì cô sẽ chọn là chuyển cảnh thôi, không chọn chuyển động. Chuyển cảnh là cái trang xanh, mình nhớ ha. Hỏi đây là thời gian chuyển cảnh. Ví dụ mình muốn cho nó là 3 giây đi. 3 giây ha. Rồi bấm save. Tiếp tục hình tiếp theo thì chúng ta cũng thực hiện tương tự như vậy. Đó là chuyển cảnh. Rồi tiếp tục hình tiếp theo, lưu lại. Rồi tại đây cô không có chuyển động nha các bạn. Thấy chuyển động nó không có được êm ái nên là cô không có chọn chuyển động nữa. Rồi bấm sao, muốn review xem thử thì mình bấm vào review. Reset thì xóa các định dạng hồi nãy, rồi nó đóng lại. Rồi tiếp theo mình sẽ nhấn nét. Tại đây mình sẽ chèn nhạc, đây là chèn nhạc có sẵn. Đây là chèn nhạc chúng ta tải về, hay chèn nhạc có sẵn. Thì bây giờ cô sẽ chọn cái thứ hai ha. Rồi ví dụ ở đây cô sẽ chọn là piano đi. Cái dòng nhạc cô chọn là buồn đi. Rồi chậm đi, chọn là chậm ha. Rồi ok, mình có thể nghe thử mình bấm vào nút play để nghe thử. Rồi ok. Rồi mình sẽ nhấn nét tiếp. Tại đây mình có thể lưu video của mình. Giờ cô sẽ lưu trong cái video. Tạo phim. Chủ đề mùa hè. Rồi nhấn save. Rồi save xong rồi nhấn nét để xuất phim ha. Đó, thời gian xuất phim là như thế này. Các bạn đợi chút xíu, sau khi nó chạy hết thì nó sẽ xuất phim cho mình. Rồi sau khi xuất phim xong thì mình sẽ xem bằng cách bấm vào view để mình xem. Cái dự án của mình lại để mình có thể sửa chữa thì bấm save rồi chết. Rồi bấm save để có khi mình sai rồi mình có thể sửa lại được. Rồi đến khi mình xem thì mình sẽ vào cái ví dụ mình thoát đi thì mình sẽ vào cái video mình sẽ xem lại cái
đoạn phim mà mình vừa thực hiện. Nào, chúng ta đã thực hiện đoạn này đoạn phim thì không thể nào chỉnh sửa được. Đây là cái dự án, khi mà chúng ta muốn sửa lại thì chúng ta sẽ chọn cái dự án này để chúng ta sửa lại ha. Rồi, bài học tạo phim với cái chủ đề mùa hè thì đến đây là kết thúc. Chúc các em chúng ta học tập thật là tốt. Xin chào các em.